Điều hòa inverter 2 chiều tiết kiệm điện nhất trên thị trường hiện nay đang thuộc về thương hiệu Panasonic, khi mà bộ điều hòa XZ9ZKH của họ có hiệu suất năng lượng toàn mùa lên đến 7.64, tức là tính trung bình nó tiêu thụ 1W điện thì tạo ra 7.64W nhiệt lạnh, trong khi so sánh với tiêu chuẩn điều hòa tiết kiệm điện 5 sao là tiêu thụ 1W điện chỉ cần đem lại 4.2W nhiệt lạnh. Vậy là khả năng tiết kiệm điện của nó còn vượt hơn cả mức 5 sao lên tới 45%. Ngoài ra thì điều hòa Panasonic cũng rất là êm, khi mà dàn lạnh trong nhà độ ồn tối thiểu chỉ 19 decibel, êm hơn cả tiếng la rơi. Còn cục nóng ngoài trời ngay cả khi ồn nhất cũng chỉ lên đến 47-48 decibel. Và nó còn tạo ra một chất lượng không khí hoàn hảo khi sử dụng công nghệ Nano X thế hệ 3, tạo ra 48.000 tỷ ion âm mỗi giây. Cái ion âm này sẽ được thổi vào trong không khí, nó gặp những cái vi khuẩn virus nấm mốc mang điện tích dương, kể cả hạt bụi PM2.5, nó sẽ hút lấy nguyên tử hydro, vô hiệu hóa các tác nhân có hại này và tái tạo trở lại nguyên tử nước H2O, giúp duy trì độ ẩm. Như vậy là chất lượng không khí của nó cực kỳ hoàn hảo, rất tốt cho sức khỏe. Còn về chất lượng kỹ thuật là khả năng tiết kiệm điện và chạy êm thì không có gì phải bàn.